Bây giờ nạp Robux ở Việt Nam nó khá là dễ, các bạn vẫn có thể mua thẻ cào các bạn nạp. Truy cập ngay shop.robux.net ngày hôm nay để mua được Robux uy tín, giá rẻ và chất lượng nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello và chào mừng các bạn quay trở lại với Gà Công Nghiệp TV. Thì lại là nó các bạn một lần nữa. Xin các bạn hãy tha thứ cho Gà Công Nghiệp TV đã bị dính cái lời nguyền. Cho bạn nào chưa biết về cái lời nguyền thần thánh ha, đó chính là mỗi khi có một cái tựa game nào đó mình chơi, mình hay review mà lâu quá không cập nhật, thì ngay cái ngày hôm đó mình làm một video review cho cái tựa game, ngay lập tức vài tiếng sau hoặc là ngay sáng ngày hôm sau nó lại cập nhật. Thì đúng như vậy các bạn, chúng ta lại bị dính một cái lời nguyền rồi. Đây các bạn đang thấy nè, bây giờ là ngày 18 tháng 5 á, 7 giờ sáng. Ok, cái video kia chắc các bạn cũng đã coi rồi đúng không, mình up vào buổi sáng mà. Để điểm tin một cách chi tiết nhất á thì mình sẽ vô Discord các bạn nha. Rồi mình sẽ tóm gọn lại vì mình cũng không muốn làm video dài, làm video ngắn nhưng mà nó chất lượng. Chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có một hòn đảo mới. Các bạn hãy coi video hồi sáng của mình, đó chính là một con golem. Và con golem đó chính là con trâu các bạn. Cái hòn đảo mới và con quái mới có cái tên là Buffalo các bạn nha. Buffalo là con trâu, thì Buffalo là cái tên của con mob và cái hòn đảo luôn. Mình sẽ có cái rìu mới, nói chung là có vũ khí mới, công cụ mới. Chúng ta sẽ có một game pass là Lightning Station game pass. Và mình cực kỳ thích game pass này, tại vì sao? Nó đánh bay đi cái mức giá gọi là bị đôn lên quá mức, bị đôn lên một cách gọi là thái quá của cây đuốc. Cái cây đuốc là một cái vật phẩm trang trí mà phát sáng cực kỳ xấu, cho nên admin game đã ra game pass để nhận mặt Lightning Station game pass. Rồi mình có thêm một số cái block mới nè, từ block than nè, block sắt nè và block gold nè. Và đây, cái này chính là cái mình có khuyến nghị, đề nghị trong một cái video trước, đó chính là Industrial Stone Cutter, một cái máy auto tự động cho các bạn có thể chặt đá đó các bạn. Edit, chúng tôi sẽ mark những cái gọi là Gilded Tool, những công cụ mạ vàng, là những công cụ vừa mới cập nhật trong cái phiên bản này luôn. Chúng tôi sẽ fix lại giá của nó, bởi vì hiện tại giá quá cao, cho nên những bạn nào mà đang khi mà chơi cái tựa game này, cứ thu nhặt những cái nguyên liệu cần thiết đi ha. Tới tối ngày hôm nay nó sẽ cho chúng ta một cái phiên bản vá mini update để giảm giá trị nó xuống, tức là cái vật liệu crafting nó sẽ ít hơn. Mình đang quay trong server VIP, tại vì hồi nãy mình vô server thường nó bị lắc các bạn, chờ hoài nó không vô được trong server ha, cho nên mình vô server VIP nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Về những cái gọi là bàn chế tạo thì không có bàn chế tạo mới, chúng ta chỉ có một cái bàn chế tạo bằng game pass thôi, Lightning Station. Trong đây nó sẽ có gì? Trong đây nó sẽ có candle nè, cây nến nè, một cái đèn ha, Lightning là một cái đèn lồng các bạn, và một cái cao cấp hơn, tức là cái này sẽ là bao trọn gói luôn ha, làm post đó. Tương lai mà từ game này ra chế độ ban ngày ban đêm thì buổi tối nó sẽ đẹp hơn, tại vì buổi tối cái này nó mới phát sáng được ha, còn hiện tại chỉ dùng để trang trí thôi. Chơi cách nào thì chơi, các bạn hãy cố gắng chế tạo được cái workbench tier 3. Đây là cái công cụ xịn nhất, các bạn chế tạo xịn nhất trong từ game này nha. Rồi chúng ta sẽ coi qua về cái workbench tier 3 giá mình sẽ có gì nào. Mình sẽ có thêm một cái industrial stone cutter. Nó cần mình là một cái steel crop và nó cần mình một cái buffalo crystal. Thì cái này làm như thế nào các bạn? Từ từ, hồi sau sẽ rõ. Dưới đây là ba lốc mới ha, lốc than, lốc sắt và lốc vàng. Chà, đại gia nào mà khai thác vàng mà cho mình nguyên một cái nhà bằng vàng luôn, khá là xịn sò con bò nha. 10 cục vàng đã nung nha các bạn. Tại vì những cái quặng khi vàng vừa khai thác hay đào thì nó cũng chỉ là quặng sơ khai thôi. 10 cục vàng đã nung cho ra một lốc này. Và khi các bạn bấm vô cái unveil, tức là cái đe ha, thì nó sẽ cho chúng ta thêm những công cụ mới, Gilded Steel Axe và Gilded Steel Pickaxe. Hai cái này nữa các bạn, như hồi nãy admin có ghi trong kia, admin sẽ giảm xuống trong cái phiên bản vá lỗi. Cứ từ từ đừng nóng vội, cứ xài những nguyên liệu bằng iron thì cũng xịn sò rồi. Chúng ta có hai vũ khí mới. Ok, cái này mình nói có sai đâu các bạn, mình nói trong video hồi sáng là có thể con quái mới thì sẽ có vũ khí mới. Hai cái này, một cái là Iron War Axe, một cái là Gilded Steel Hammer. Và đương nhiên, cái vũ khí nào các bạn thấy nó mắc, nó tốn nhiều thì nó sẽ mạnh hơn. Và nói cho bạn một điều luôn, ngày hôm qua khi nó vừa ra phiên bản này, mình đã cày xuyên đêm để kiếm được những nguyên liệu và crafting hai vũ khí này. Wow. Hãy để lại một like cho video này nha các bạn, cho công sức của Gà Công Nghiệp TV đã bỏ ra suốt một đêm qua để trong video này mình có review cho các bạn. Tàn tàn tàn. Đây là Hammer. Được không, được không, được không? Quá được luôn. Và đây là cái axe. Hai cái này đều là vũ khí nha. Nó thay thế cái kiếm gỗ, nó mạnh hơn kiếm gỗ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi. Đi đâu các bạn ơi? Đi phá giải lời nguyền sao không? Chúng ta sẽ cùng đi để tiêu diệt những con quái. Thì có hai cái quặng, không biết mình có trong video này không ta. Mình có một cái này thôi à. Ok. Hai cái giống giống nhau ha. Cái này có tên là Crystalline Iron. Crystalline Iron. Các bạn thấy chữ Iron không? Các bạn sẽ farm lên thủ công nha, lưu ý nha. Những cái tô tầm sẽ không có ảnh hưởng tới việc này. Sử dụng một cái pickaxe mà các bạn đang có ha, đi farm thủ công. Lưu ý gửi cho bạn farm thủ công những cái quặng sắt này. Đấy, thì bình thường nó cho chúng ta là cái iron ore đúng chưa? Nhưng mà cái này là một cái trường hợp đặc biệt hơn, nó hiếm hơn, tỷ lệ rất là thấp luôn. Và cái này đang trong chợ đen khá là mắc nè.
chỉ farming những cái quặng sắt thôi, tỷ lệ nó khoảng tầm 1% hay 2% gì đó. Nó cho chúng ta ra cục đó luôn, Crystallized Iron. Thì để crafting được cái iron qua axe này nè, các bạn cần phải có 3 cái cục đó. Mình farm chắc cầu 400-500 cái cục quặng này nha bạn, farm thủ công nha, thì nó mới ra được 3 cục thôi, chắc là số mình xui. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng đi qua khu vực mới nào. Lưu ý, cần 200 tiền mua một cái Slum Island Key để các bạn có thể qua được cánh cổng này. Cánh cổng này là một vùng đất quen thuộc với những con Slum đúng chưa? Bên vùng đất này các bạn sẽ tiêu diệt những con Slum bình thường, như là bình thường các bạn farming thôi. Nó sẽ cho bạn ra được cục này. Cục này có tên là Buffacore Island Key, cũng là một cái chìa khóa nhưng mà không thể mua. Bắt buộc các bạn phải farming, phải giết cái con Slum này, con nào cũng được. Cái búa này mạnh lắm các bạn, mạnh giả mang luôn á. Đập con này 3 phát nó chết rồi, ghê chưa? Có những vũ khí này thì bạn sẽ farming nó dễ dàng hơn. Bình thường thì bạn dùng kiếm gỗ hay giết con này khoảng tầm 10 phát đi, tỷ này khoảng tầm 4 phát thôi, 3-4, đấy, 3-4 phát gì đó chết rồi. Thì nếu bạn may mắn, lại một lần nữa là may mắn nha, nếu các bạn may mắn nó sẽ rớt ra cho bạn một cái Buffacore Island Key. Cái này là một lần sử dụng giống như là cái Slum Island Key cho các bạn qua cánh cổng này. Buffacore Key nè, đây chính là vùng đất mới. Và bên vùng đất này nó sẽ có con quái mà mình đã cho các bạn coi trong video hồi sáng. Đó là con trâu nha, con buffalo các bạn à. Mình không biết là các bạn sử dụng kiếm gỗ sẽ chém bao nhiêu phát. Kiếm gỗ vẫn xài được nha, nhưng mà nó khá là thốn và khá là lâu. Còn với cây này á, cây búa này nè, hoặc cây rìu, mình phải chém nó hơn 15 phát. Cây rìu khoảng 20 nha, còn cái này khoảng tầm 18. Con này thì nó drop cái gì các bạn? Nó drop iron và nó drop gold. Nó drop hai nguyên liệu nha, một là sắt, sắt chưa tinh chế nha, và thứ hai là vàng, vàng chưa tinh chế. Và trên hòn đảo này nó lâu lâu nó cũng sẽ spawn ra chúng ta những cái quặng vàng nha. Và muốn lên trên hòn đảo này thì phải cần cái Buffacore Island Key. Mà muốn có Buffalo Island Key thì phải farm con Slum. Mà muốn farm con Slum thì bạn phải tốn 200 tiền để mua được cái chìa khóa. Đấy, nó có một cái quy trình hết nha. Thì nó còn một cái nguyên tố nữa, một cái quặng nữa, nó cũng giống giống như vậy, nhưng mà nó sẽ tên của cái con quái vật Buffacore Crystal. Nó giống như vậy nè, cái đó các bạn dùng để chế tạo cái gì? Chế tạo cái búa. Ê, cái đó là một trong những cái nguyên liệu cần thiết để chế tạo cái búa nha. Tức là khi các bạn farming con này, ngoài việc nó crop cho bạn vàng, crop cho bạn iron, tức là sắt, thì nó cũng sẽ có một tỷ lệ thấp. Lần thứ ba chúng ta lại có một tỷ lệ thấp, rớt ra được cái Buffacore Crystal với một con tượng trưng thôi nha. Tại vì trong video này mình chỉ chú ý là review các bạn phiên bản cập nhật mới thôi. Ê, đâu ra vậy ba? Chết tôi, chết tôi. Trái cây tôi đâu rồi? Đây, berry thần thánh của gà công nghiệp TV. Ực. Không có quặng vàng á, các bạn muốn xuất hiện thì cứ farming những cái quặng còn lại ha. Tại vì thường thường chỉ xuất hiện khoảng tầm 9-10 quặng thôi. Các bạn phải farming những cái quặng cũ thì quặng mới mới xuất hiện. Quặng vàng đâu? Xuất hiện cho ta đi. Tính ra đối với những nguyên liệu á, theo mình coi trong cái giá chợ đen ha, thì hiện tại cái mắc nhất đó chính là tên là Crystallized Iron, cực kỳ mắc luôn. Cái mắc thứ hai là gì? Cái mắc thứ hai đó là Buffacore Crystal, là farm con này rớt ra nè. Đấy. Còn cái quặng vàng thì nó cũng hiếm mà cái giá nó không cao bằng. Cho nên á, bây giờ là một cái thời cơ các bạn đầu tư tiền, kiếm tiền khá là tốt nếu các bạn may mắn. Đây nha các bạn, Buffacore Crystal nè, cần một cái ha, và Steel Crop là cần 8 cái. Cái Steel Crop thì khá là dễ rồi. Đây, có một cái nữa là kêu được Steel Crop thì crafting trong đây nhá, cần một cái Steel Crop là từ bên đây. Rồi sau đó là thêm 20 cái quặng vàng đã nung. Mình thấy có một số bạn trong cái group chuồng gà của mình á, bán một cái máy nung quặng có 40.000 tiền thôi. Bạn nào mà có tiền á thì có thể mua ha. Khá là rẻ luôn, nung cho nó nhanh các bạn. Các bạn đào cục quặng vàng sẽ ra được cục này nha, cục này chưa tinh chỉnh. Và sau khi nung vào cái máy nó sẽ ra được cục này, nguyên một khối vàng 4 số 9 luôn. Đây nè, lên đây nè, lên cái máy nung nè, thả nó xuống, bụp bụp, ấy rớt rồi ba, kỳ vậy. Thả xuống. Ok, do là vừa mới cập nhật cho nên nó không có tô tầm mới. Đây, tô tầm vẫn như cũ ha. Chứ nó mà có tô tầm vàng là mình đã mua cái tô tầm rồi. Và nếu tương lai có cập nhật cái quặng vàng á, tô tầm vàng đó các bạn, chắc chắn cái giá sẽ cao. Bởi vì cái clay tô tầm này nó không cần thiết lắm, mà nó 10.000 tiền rồi. Rồi vừa rồi cho video này mình đã nhanh chóng thống kê là cho các bạn và chỉ cho các bạn chi tiết cách lấy được những nguyên liệu trong phiên bản cập nhật mới ngày 17 tháng 5. Cảm ơn bạn theo dõi. Nếu bạn thấy video hữu ích đừng quên để lại một like, và nếu bạn người mới thì đăng ký kênh Mập TV nha. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Coi chùa hoài à. Kỳ ghê á.